Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phàm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Suzatin 4. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Suzatin 4 cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Thành phần Tizenidin hydrochloric Dạng bào chế Viên nén Công dụng Có cơ gây đau do rối loạn chức năng hay tư thế của cuộc sống, đau thắt lưng, vẹo cổ, đau quanh vai, sau khi mổ, thoát vị đĩa đệm hay viêm xương khớp háng co cứng do rối loạn thần kinh, sơ cứng giải rác, bệnh tủy sống mãn tính, bệnh thoái hóa cột sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não hoặc bại não. Chống chỉ định Quá mẫn cảm với thành phần thuốc Suy gan nặng Liều dùng Co cơ gây đau 2-4mg một lần, dùng 3 lần mỗi ngày Co cứng cơ do rối loạn thần kinh 6mg mỗi ngày, chia làm 3 lần sau đó có thể gia tăng từng bước đến 12 đến 36 mg mỗi ngày, tối đa 36 mg mỗi ngày. Lưu ý đặc biệt và thận trọng. Suy gan và thận. Người lái xe hay điều khiển máy móc. Phụ nữ có thai và cho con bú. Người lớn tuổi. Tác dụng phụ. Buồn ngủ, rối loạn tiêu hóa nhẹ, tăng men gan, mệt mỏi, hoa mắt, khô miệng, buồn nôn. Giảm huyết áp nhẹ Tương tác thuốc Thuốc trị tăng huyết áp, thuốc lợi tiểu, rượu và thuốc an thần Nhà sản xuất Công ty cổ phần dược phẩm Medisan Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Suzatin 4, đồng thời biết cách sử dụng Suzatin 4 sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé! Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.